Các kỹ sư năng lượng mặt trời phải làm việc cả ngày dài và không có thời gian cho những thiết bị đo không hiệu quả. Đó là lý do vì sao họ luôn tin dùng những thiết bị đo của Fluke. Chúng tôi xin giới thiệu bộ kiểm tra đa chức năng Fluke SMFT-1000 được thiết kế giống như các chuyên gia mảng năng lượng mặt trời để thực hiện việc lắp đặt, nghiệm thu, bảo trì và khắc phục những sự cố cho hệ thống điện năng lượng mặt trời. Fluke SMFT-1000 được thiết kế cho môi trường điện áp 1000V DC. Để giảm thiểu việc kết nối phức tạp với hệ thống điện năng lượng mặt trời, với SMFT-1000, bạn chỉ cần một kết nối để thực hiện tất cả những việc kiểm tra. Việc đánh giá hiệu suất hệ thống PV với đường cong IV theo thời gian thực được hiển thị trên màn hình mà không cần sử dụng đến laptop. Các thông số đo được hiển thị rõ ràng như điện trở, cực tấm pin, điện áp dòng điện AC-DC, đo điện trở cách điện, kiểm tra đường cong IV và kiểm tra diode. Với SMFT-1000, bạn có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn trong công việc với chức năng tự động kiểm tra và lưu trữ dữ liệu lên laptop hoặc thiết bị di động khi làm việc ngoài trời. Đồng thời, thực hiện báo cáo dễ dàng và nhanh chóng. Bạn có thể tải báo cáo từ SMFT-1000 về laptop mọi lúc mọi nơi khi bạn cần. Với phần mềm Fluke TrueTest cùng với giao diện trực quan giúp việc tải xuống các phép đo, quản lý dữ liệu, xem lại báo cáo trở nên dễ dàng và đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Bộ kiểm tra đa chức năng Fluke SMFT-1000 là một phần của những thiết bị đo năng lượng mặt trời của Fluke được thiết kế để hoạt động cùng nhau. Fluke chính xác, chất lượng và đáng tin cậy được thiết kế cho công việc đo kiểm năng lượng mặt trời trở nên dễ dàng hơn.